Chào mọi người nha. Giờ mình cùng chú và đoàn sẽ vô thăm quan cây nến khổng lồ biểu tượng của cái thành phố Bonn ở đây. Bonn này. Để coi cây nến này như thế nào nha. Đây rất là nhiều anh chị trong đoàn đang cố gắng chụp những tấm hình để lưu lại những kỷ niệm trong công viên Landmark ở tại thành phố Bonn của Vương quốc Thái Lan. Ok. Giờ đang tung bay đi cầm dù với tung bay phải không? Cầm dù cho một tấm sau lưng nữa. Rồi chào người, bây giờ mình tạm gọi cái biểu tượng cái nến khổng lồ ở tại công viên Landmark thành phố Bonn của Thái Lan. Giờ mình tiếp tục đi viếng chùa các bạn. Sẽ quay những cái chùa rất là đẹp ở Thái Lan cho mình xem nha. Chào mọi người, bây giờ mình đang đến cái cửa hàng của người Việt ở chùa Anh Việt Nam. Cửa hàng người Việt nha. Người Việt không à? Việt Nam. Nói tiếng Việt đi ở đây. Đồ ăn của Vân. Đồ ăn Việt Nam. Bây giờ kêu nói tiếng Thái cũng đâu nói được đâu. Mẹ, con có sao biết đấy bảo. Mẹ, con người này là nói được nhưng mà con trai, con trái là hiện tại là không có nói. Như lâu quá. Nhưng mà mẹ là nghỉ ngơi đi ngủ. Mà là bình thường là chủ của ngày này tất cả nhiều quán là nói tiếng Việt được. Chá lồ. Mắm rốt này. Mắm rốt à? Đây là mắm rốt cay, để ăn trái cây à mọi người. Do luôn. Đây mình sẽ xin thử một cái cốc giò lụa như thế nào nha các bạn. Ngon. Đây là của người Việt. Người Việt ở Việt kiều của mà Thái các bạn. Là người Việt Nam ở đây sinh sống rồi. Rồi chào mọi người nha, bây giờ mình đang thử cái phần chả như thế nào để coi nó có khác biệt cái hương vị ở Việt Nam như thế nào không. Rất dai giòn thơm rất ngon các bạn, ngon thơm dai giòn với ăn cơm no mà ăn vẫn thấy ngon. Rất là ngon các bạn, ai đi Thái Lan nhớ ghé lại những cái quán ở khu người Việt như thế này để giúp đỡ cộng đồng của người Việt ở đây có tạo cái bàn gì làm này. Mỗi người một bịch mua về làm quà đi. Đây sách đất mà. Cái này là mắm ruốc à. Để ăn trái cây à. Da đen, thì da đen kịp, kịp cái là mắm có ớt, có mắm có tía. Để ăn với cơm trắng, cơm xoăn. Mà bu dữ à. Cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá. Không được. Ngọt. Không biết Tâm kêu giùm. Không biết cà phê ngon hay không, chứ thấy cô gái đẹp. Chủ quá. Cái gì? À đúng rồi. Mua ở siêu thị là hay hơn. Tại đi chị này. Chị mà mình đã được. Nhưng mà là mua giùm có chị đẹp. À, mua chị đẹp chị có quyền. Chị có nghiền chính xác. Đấy, người Thái Lan. Chị đẹp chị có quyền. Ok. Có quyền. Cô gái Thái Lan rồi. Số nhà luôn này. 13 số 1.
bây giờ lên đây uống phê là sao trời? Đâu uống cà phê chứ. Thấy gái là tâm tết. Hồi nãy nói không biết uống phê, giờ lại uống phê. Cái gì cốc ha. Anh này hồi nãy nói non quá, bây giờ lại uống phê là sao? Nó có hai cảm giác mà dẫn tới ly cà phê. Thứ nhất là nó khát nước, thứ hai nóng, rồi thứ ba muốn cái gì nhấm nhấm vô miệng. Nên nó chọn lựa cái ly cà phê đen này. Ôi, mấy cái vấn đề đó là chỉ là nguyện bạc nguyện thôi. Cuối cùng chỉ là thấy đẹp cô quá mà mắt à. Là mê cả đẹp. Làm hình tôi nói lại nói đúng đó. Từ giờ anh Tuấn. Con trẻ ba nói thứ mấy, thứ ba phải không? Dạ. Rồi thứ tư là gái. Cái thái thì một trong những cái mà thu hút cái người tới mua là cái vẻ đẹp nè, phụ nữ đẹp. Dạ em là có quyền. Đẹp có quyền ok. Anh chạy trước mà anh. Ngon không anh? Ngon ngon, cái tên nói. Lại chờ nó 6 tháng. Bây giờ mình tạm biệt cái quầy cà phê của cô chủ rất là xinh đẹp các bạn. Và quầy giò lụa của người Việt ở bên đây. Thì bây giờ mọi người cùng sẽ đi tham quan chùa tiếp tục cái hành trình nha các bạn ơi. Tiếp theo. Hello, chào mọi người nha. Bây giờ mình sắp đến vào cổng của ngôi chùa, có những cây nến rất là đẹp. Đẹp nhất ở đất nước Thái Lan này. Thì các bạn xem những cây nến bằng sáp nha các bạn. Đây có ngôi chùa rất là đặc trưng. Có cái phong tục là hội thi những cây nến đẹp nhất Thái Lan, các chùa Thái Lan các bạn. Các bạn xem tiếp bây giờ nha. Tháp đẹp quá à. Đây có một cái tháp rất là lớn ở đây các bạn. Rất là đẹp luôn. Chào mọi người nha. Thì đây trước mắt các bạn, đây là một cái ngọn tháp rất là lớn. Ngọn tháp ở chùa rất là lớn. Chùa rất là cao luôn các bạn. Cũng như ở những điểm khác ở chùa đang có lễ hội thi nến thì ở đây cũng có rất là nhiều người buôn bán ở đây. Ở đây mình buôn bán quần áo, những cái váy. Ở đây bên đây thì bán nhờ bán vé số của Thái các bạn. Chị bán vé số. Ở đây đây bà con đang xin những cây nến đẹp, nến đèn cầy, những cây nhang nhà nến để cúng đó các bạn. Thì ở đây thì tâm thì mọi người có thể bỏ vào cái thùng cúng điếu ở đây. Hoa chọn hoa đi cho nhang nó tới. Hy vọng sẽ có một điều tốt lành cho gia đình và mọi người ở quê nhà và trong những chuyến đi như thế này. Còn vô cũng quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Rất là lộng lẫy và nguyên nga. Kiến trúc rất là độc đáo và tinh xảo. Phía bên đây cũng tượng Phật. Hình như là bốn mặt đều là tượng Phật các bạn.
trên đây là một cái tháp nhỏ rất là đẹp luôn. Màu trời muộn như một cái màu vàng rất là lấp lánh nha bạn. Đây có lẽ là giác vàng, cái này giác vàng, mấy cái tượng Phật kia mấy cái này là giác vàng nữa. Ở trên tường của bốn mặt dựng phía trong có những cái hoa văn rất là tinh xảo. Thêm nghĩ thì đây là những cái công trình giác vàng ở Thái Lan rất là đẹp. Qua máy quay thì có lẽ là nó sẽ thay đổi màu sắc một chút, cho nên là nó không được vàng hung. Ở ngoài rất là vàng các bạn, vàng lắm. Đây mình sẽ qua đây mình sẽ coi cái này là đây là gì, mỗi một năm sinh của mỗi người tương đương trong mỗi tuổi rồi sao có đồng xu và khấn. Ở đây sẽ có những cái hũ như thế này tương đương với 12 con giáp, thì khi mình tuổi con gì mình sẽ bỏ đồng xu vào và tự động trong đó sẽ đọc lên con rồng ở đâu anh? Dạ. Con ngựa ở đâu anh? Con gì? Con ngựa. Con ngựa là gì? Con bức ảnh không? Con mã. Chờ chút xíu. Con mã cái này chờ chút xíu. Đây có rất là nhiều người sinh sâm để tìm ra cái quẻ sâm may mắn cho mình trong năm. Đây là có những cái quẻ. Đây xung quanh cái ngọn tháp lớn thì có rất là nhiều ngọn tháp nhỏ và những cái tượng Phật ở xung quanh. Đây là tượng Phật ở xung quanh, chắc có lẽ cũng đều chắc vàng các bạn. Đây có rất là nhiều cái tháp nhỏ xung quanh bốn mặt. Thì công trình này có lẽ là rất là lớn các bạn, tại vì mỗi cái ngôi tháp như thế này làm rất là công phu và tinh xảo, cái hoa văn rất là sắc nét, cho nên là cái thời gian làm và xây dựng nó sẽ rất là lâu. Đây có rất là nhiều người đang chụp hình ở đây, ở đây cảnh quan rất là đẹp. Ngôi chùa này có lẽ là đẹp nhất nhì Thái Lan. Đây mình sẽ đi một vòng ngoài cho các bạn xem cái ngôi chùa như thế nào nha. Ở đây bao quanh là rất là nhiều tượng Phật giác vàng. Đây rất là nhiều tượng Phật giác vàng các bạn. Ở trong do ánh sáng ở trong nó không được tốt, cho nên là mình nhìn sẽ cái màu vàng nó sẽ trắng bạc đi, nó không có được vàng óng ánh như là vàng 24K. Đây nhìn rất là đẹp luôn, rất là nhiều cái bức phù điêu về Phật. Ở đây có những cái bức phù điêu có lẽ là như đầu trâu mặt ngựa, hay là những cái kiếp luân hồi chuyển thế. Đây là theo tâm linh. Đây là có những cái chuông rất đẹp, rất là đẹp, khi gió là sẽ rung lên chắc tay đi. Bốn mặt nha các bạn, bốn mặt y như nhau, quá trời đẹp luôn các bạn ơi, không thể nào mà tưởng tượng được, rất là đẹp. Tháp rất là cao, quá đẹp. Ở trong chắc giác vàng nhiều hả chú? Ở đây để chiêm ngưỡng những cái cây nến bằng sáp của những cái cuộc thi nến tại Thái Lan, nến đẹp nhất. Các bạn nhớ xem, chia sẻ, like. Chia sẻ cho những người chưa biết và nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và subscribe kênh để kênh ngày càng phát triển. Đây là những cái nến bằng sáp đúng không? Do những nghệ nhân, những cái nến bằng sáp để chụp hình đẹp lắm mà chú ơi. Các bạn đi Thái Lan nhớ ghé chùa này, là chùa nến các bạn. Đây, đó cái chùa quá lớn. Đây là những ngọn nến bằng sáp nó thi, quá đẹp, quá trời đẹp.
sẽ đi tiếp quay cho các bạn xem nhé. Đây. Đây khu buôn bán. Người dân tập trung buôn bán này, bán bánh trong cái lễ hội. Rất là cũng rất là đông và rất là dân dã các bạn, nhìn rất là dân dã. Bán những cái bộ đồ lễ phục. Người bán những cái miếng thảm các bạn. Đây trái cây. Cơ bản thảm. Dạ. Dạ. Đây, bán trái cây. Đây, mình sẽ quay tiếp các bạn xem nha. Đây cũng có rất là nhiều người đi trải hội các bạn. Đây có rất là nhiều người đi trải hội. Đây bán cũng rất là nhiều đồ. Mi hàng cha voi cha. Đây đi, anh đi ngà cha, đi ngà dạng gì? Mi cá đù, mi ngà cha. Ngà voi à? Không phải. Anh ấy sẽ bên phần thôi cha, phần làm. Anh ấy sẽ bên phần ai cá đù, khá cá đù. Làm là may mắn. Cái này nhá. Cái này cho bạn xương, xương cái khoai ngà. Sợi bằng cái nhà á, nhà đâu? Nhà vôi á. Nhà nó có sọc đấy. Đây phải nè. Đây, đi, đi, đi. Đây bán rất là nhiều đồ luôn các bạn. Mình đi qua vòng vòng cho các bạn coi. Đây là lễ hội nến ở Thái Lan các bạn. Đây là lễ hội nến. Bán rất là nhiều đồ ăn. Đây toàn là người dân Thái Lan nha các bạn. Chị mấy mình thật sự không có hiểu được cái ngôn ngữ của mọi người ở đây cho nên là mình không chỉ cười thôi chứ mình không biết nữa nè. Này có mấy bác lớn tuổi đang làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ để bán trong dịp lễ hội nến ở Thái Lan. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Thank you. Đây mình sẽ đi chiêm ngưỡng những cái ngọn nến đẹp của những người nghệ nhân thi nến. Bé có cái quả cắp rất là đẹp. Wow. Hello. Cô bé có mái tóc rất là đẹp. กดอะไรนะ กดไลค์เลย พูดหน่อย yeah. กดอะไรนะ โอเค เลย มันเกี่ยวกับทหารไทยในแถบทะเลยังก็สวยเยอะทึ่งเย็น5บาท5บาทเย้ไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่ส่วนมันนะไม่ได้ยังไงตัวเยอะบ้านใหญ่อะไรฉะนั้นมันไม่รู้จะเดินจังหวัดไหนชิมเลย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 đây những những cây nến bằng sáp và lớn ơi đừng đụng vô được mà không đừng nên đụng chắc ăn được đụng được đụng mà ở đây tại vì nến thì là bằng sáp nếu mà để ra ngoài nắng thì nó sẽ bị chảy các bạn. Ở đây có cái mùi mùi sáp đặc trưng, mùi sáp đặc trưng rất là bóng thiệt chứ đặc trưng đâu sáp thiệt thì sáp thiệt đặc trưng của mùi xe mùi sáp rất là đẹp các bạn. Do ở đây cái chu vi ở đây rất là nhỏ cho nên là mình không có thể quay tận rất toàn cảnh ở đây được. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Quá xa đẹp. Đây là một một bên của mặt ngọn nến. Đây chính giữa trung tâm là ngọn nến các bạn. Giống như ngọn nến biểu tượng của thành phố gì đó hồi nãy mình quên tên rồi các bạn. Giống như cái biểu tượng hồi nãy mình đã quay. Đây bây giờ mình quay sơ cái cây nến này cho mọi người xem vậy thôi. Giờ mình sẽ đi quay tại còn rất là nhiều cây nến dự thi trong cái lễ hội năm nay. Cây nến bằng sáp này thì có nó
có lẽ là nó được làm bằng một cái loại sáp khác hay là hay như thế nào đó, nó có tới hai màu lận các bạn, hai lớp sáp, cho nên là nhìn nó đẹp và nó thô nhưng mà nó rất là tinh xảo, nó rất là đẹp hơn. Chào mọi người, bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm uống mía trong ống tre tại Thái Lan để như coi như thế nào. Đây là quầy. Đây, giờ mình thử mua nước mía uống mặn chè nha. Đây là ống tre các bạn, đây là ống tre mía, ống tre đây nước mía và ống tre các bạn. Tỷ hai lô đây, ở đây cũng mua nước mía uống trong ống tre các bạn để thưởng thức cái đây ta sẽ bỏ đá vô các bạn, bỏ đá vô ống tre, đầy nước miếng. Đó là nhiêu nhiêu phút thay đấy mấy mày nấu ra còn bỏ hơn mấy lục mấy tư mà Bây giờ đi khắp bắt cuộn, hai bé. Tre nhỏ thế, đúng rồi. Đúng rồi, em tre bự. 20 bạc là được ống tre nhỏ thôi. Dạ. Bên cạnh này à? Bên phùn mấy. Em qua bên Việt Nam. Em không đi đâu, phùn mà lọt bên tiền. Đây là lần đầu tiên mình cũng trải nghiệm cái việc uống nước mía và ống tre các bạn. Nước mía ở đây rất là thơm ngon nha các bạn. Mía rất là thơm nha. Cái mía này cái màu rất là độc các bạn, độc hơn mía của mình ở Việt Nam. To thế. Việt Nam ham to. Đây, 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 đây. Xe đang đợi đúng không? Chạy. Mà lẹ nó chạy. Xin chạy nó. Chạy hơi gáo rồi các bạn. Gáo đúng không? Gáo đúng không? Thank you. Thank you.
Chào mọi người, thì sau khi mua được cái ống mía 20 bạc ở Thái Lan thì hai anh em tận hưởng cái giây phút 100%. Nãy giờ khát nước quá. Cái vị nó rất là ngọt, mà ngọt lạ các bạn, ngọt và thơm, rất là ngon. Đây, tại chùa Nến ở Thái Lan các bạn, ở thành phố Ubon. Ubon đây, xứ sở của những cây nến và những cái tượng Phật bằng vàng các bạn, rất vàng rất là đẹp. Bây giờ anh em ra xe và thưởng thức. Ra xe thôi, chào các bạn nha. Mấy bạn hãy nhớ đón xem kênh Ngã Năm TV và hãy like, subscribe về mình nhé. Dạ, cảm ơn các bạn nha. Các bạn đừng quên nhấn chia sẻ để cho những người không biết những cái văn hóa ở Thái Lan như thế này, để cho họ xem và họ sang du lịch để trải nghiệm nha. Rất là độc đáo các bạn. Bây giờ nói lời xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác nha các bạn ơi. Đây, em tên gì? Em Bình Chi. Bình Chi ở Đồng Nai chứ không phải ở Bình Dương nha các bạn. Là cũng như là đi chung đoàn của nhóm các bạn. Thì bây giờ mấy anh em cũng khấn khích, cũng có mặt trong nhiều clip của cái chuyến đi Thái Lan này. Đúng rồi. Giờ tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Vô 100 đi. 1, 2, 3. Vô.